Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có tiềm năng, lợi thế lớn trong phát triển nông nghiệp. Chính vì vậy, nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị cũng xác định rõ, đến năm 2030 sẽ đưa Trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ này, thì quan trọng nhất chính là sự đổi mới về tư duy, đặc biệt là tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Có như vậy mới tạo ra những sản phẩm mang tính hàng hóa cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Đây là mô hình trồng dâu tây của Hợp tác xã Xuân Quế ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Từ những ngày đầu khó khăn đến nay, cây dâu tây đã bén rễ, trở thành loại cây thoát nghèo, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Đến bây giờ cây dâu tây nó đã mang lại được cho tất cả các thành viên của Hợp tác xã và những người liên kết với Hợp tác xã là có một cái thu nhập rất là ổn định. Và cái hướng phát triển của cây dâu tây của hợp tác xã chúng tôi là đang hướng tới là sản xuất theo quy trình hữu cơ để ra cái sản phẩm ra thị trường là nó có sự cạnh tranh với tất cả các cái đơn vị khác. Hiện bây giờ hợp tác xã chúng tôi là có 13 thành viên. Còn chúng tôi liên kết là thêm 20 thành viên nữa, là trên 30 thành viên là đang sản xuất dâu tây cho hợp tác xã. Và tổng diện tích của hợp tác xã là 80 hectare trồng dâu tây. Với diện tích hơn 300 hectare, Mai Sơn hiện nay được xem là thủ phủ trồng dâu tây lớn nhất tỉnh Sơn La, vượt qua cả Mộc Châu. Đặc biệt để đảm bảo năng suất, chất lượng cũng như tạo thành vùng chuyên canh lớn, hiện nay các hợp tác xã trồng dâu tây đều chủ yếu hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ cao và đưa giống mới vào canh tác. Sản xuất quả dâu tây nó theo quy trình Việt Gáp, nó sạch để cho tiêu thụ ra thị trường, nó đảm bảo cho thị trường, đảm bảo cho thị trường cũng là đảm bảo cho gia đình tôi là có nguồn thu nhập nó ổn định hơn. Hiện nay gia đình tôi phát triển lên là 3 hectare, và mỗi hectare thì thu nhập cho gia đình từ 500 đến 700 triệu trên mỗi hectare trên một năm. Ngoài ra, sau mỗi vụ mùa thu hoạch, số lượng dâu tây chưa kịp bao tiêu sẽ được trữ đông, xuất bán cho các nhà máy hoặc chế biến thành các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là giải pháp và hướng đi sáng tạo cho bà con nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Có thể thấy phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng tất yếu trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng hiện nay. Đây cũng được coi là mô hình phát triển nông nghiệp chủ đạo trong tương lai. Vậy nên bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế, thì điều quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để bà con thay đổi tư duy, nhận thức, thay đổi cách thức canh tác. Điều này không thể diễn ra một sớm, một chiều mà cần phải có thời gian. Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều hộ gia đình, hợp tác xã ở vùng cao hướng tới các mô hình sản xuất hữu cơ, đó cũng chính là tín hiệu vui, cho thấy xu hướng này ngày càng được lan tỏa, được bà con đón nhận, từ đó mở ra tương lai và hy vọng mới cho sự phát triển kinh tế xanh của toàn vùng. Những năm qua, chúng ta nói nhiều tới việc chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nghĩa là thay vì chạy theo sản lượng thì chúng ta cần tập trung nâng cao giá trị sản phẩm. Và một trong những điều quan trọng cần làm chính là xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ở Trung du miền núi Bắc Bộ có rất nhiều sản phẩm nhắc tới, ai cũng biết, như vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, chè San Tuyết ở các vùng suối Giàng, Hà Giang, rồi đến gạo Điện Biên, nếp Tú Lệ hay mận Hậu Bắc Hà, vân vân. Tất cả những sản phẩm này từ lâu đã có thương hiệu và được bán rộng rãi ở thị trường trong nước cũng như một số nước trên thế giới. Điều này cho thấy việc xây dựng thương hiệu sẽ góp phần nâng cao giá trị, tạo chỗ đứng bền vững, lâu dài cho sản phẩm trên thị trường, cũng như gia tăng niềm tin của khách hàng. Đoan Hùng là huyện Trung du miền núi Bắc Bộ. Từ năm 2003, với định hướng đưa cây bưởi bản địa trở thành cây chủ lực, nên huyện Đoan Hùng cũng như tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt rất nhiều đề án, kế hoạch trọng điểm để phát triển, mở rộng diện tích cũng như tạo dựng thương hiệu cho cây bưởi. Từ bưởi đặc sản Chi Đám, từ bưởi Bằng Luân, rồi thứ hai những các cái dòng bưởi khác tại trên địa bàn huyện Đoan Hùng. Chúng tôi đã có những các cái khu vùng tập trung, và thứ hai nữa chúng tôi sẽ có những các cái hỗ trợ cho bà con phân, rồi thứ hai định hướng cho bà con để làm sao được để những các cái vùng bưởi đấy là sẽ có đạt được những chất lượng. Thì và hiện tại bây giờ thì chúng tôi là đang
Như đến cái việc nữa là chúng tôi phải nghiên cứu cái mẫu mã làm sao cái quả bưởi của chúng tôi khi chúng tôi sẽ làm nó đẹp hơn, và thứ hai chất lượng của cái quả bưởi nó sẽ được nâng cao hơn. Ngày trước là cái bưởi là cây giúp cho bà con dân là cây xóa đói giảm nghèo, nhưng bây giờ gọi là cây bưởi là cái cây làm giàu trên quê hương Hùng. Nhiều bà con đã thoát nghèo và thậm chí có người trở nên là giàu có đối với cái cây bưởi của gia đình mình. Ở Đoan Hùng nổi tiếng nhất là giống bưởi Bằng Luân và bưởi Trí Đám, hay còn gọi là bưởi Sửu. Với thương hiệu đó, năm 2006, bưởi Đoan Hùng được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chỉ dẫn địa lý công nhận là tài sản quốc gia, được nhà nước bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ. Đồng thời, bưởi Đoan Hùng cũng 3 lần được vinh danh là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Đây là bệ đỡ quan trọng giúp bưởi Đoan Hùng có cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Thì hợp tác xã chúng tôi cũng đã ứng dụng chuyển đổi công nghệ số vào trong cái quy trình sản xuất cũng như là bao tiêu bán sản phẩm ra bên ngoài thị trường, thì cũng tránh để tình trạng hàng giả trà trộn vào làm mất đi cái thương hiệu của địa phương chúng tôi. Hiện tại thì hợp tác xã cũng là một trong những cái đầu mối đưa cái sản phẩm bưởi vào các hệ thống siêu thị, và năm 2021 thì chúng tôi đã có được 2 công xuất khẩu đi Nga. Gia đình nhà tôi trồng bưởi từ năm 2003. Cái lúc đầu á thì là gia đình chồng thì toàn là luồng ấy, mấy mạch đàn mấy keo thì thu nhập thì nó chẳng được bao nhiêu cả. Mấy năm trời nó mới được độ vài triệu thôi, thế mới thấy cái cây bưởi này nó có cái giá trị kinh tế nó cao, thì gia đình mới phá bỏ toàn bộ những cái cây tạp đi để mạnh dạn trồng bưởi. Thì mới thời gian đầu thì cũng thu được 10 triệu thôi, xong rồi 20 triệu, rồi đến 90 triệu, dần dần nó lên vài trăm. Thế đỉnh điểm có năm thì giá cả ổn định thì là cũng được 600-700 triệu một năm. Hiện tại bây giờ thì nhà tôi trồng thêm là được 2 hectare rồi. Với các địa phương vùng cao, để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là điều không dễ dàng, bởi đa số nông sản được trồng và sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, thiếu sự kiểm soát và định hướng. Đặc biệt công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn thủ công thô sơ, dẫn đến chất lượng chưa đồng nhất, thiếu ổn định. Nhưng ngược lại, các sản phẩm ở vùng cao lại mang tính đặc trưng, gắn với văn hóa, truyền thống của các tộc người. Do đó, để xây dựng thương hiệu cũng không phải quá khó nếu kết nối sản phẩm với những câu chuyện văn hóa ở vùng cao. Đối với những sản phẩm đặc sản, chúng ta tưởng chừng đấy là bất lợi, nhưng mà thực tế nó lại là cái lợi thế. Đấy là lợi thế của những cái sản phẩm đặc sản. Những sản phẩm đặc sản do truyền thống văn hóa và kỹ thuật canh tác lâu đời của bà con ở các vùng Trung Du và miền núi phía Bắc tạo dựng nên. Thì cái việc của nhà nước hiện nay chính là giang tay hỗ trợ cho bà con có thể là phát triển bền vững những cái ngành nghề sản xuất truyền thống đó, xây dựng những cái chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ những cái truyền thống lâu đời, những cái đặc tính riêng có của mỗi cái sản phẩm. Vậy là từ việc xây dựng phát triển thương hiệu thì bà con cũng sẽ đồng thời phải chú ý nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để giữ vững khả năng cạnh tranh. Có thể thấy khi người nông dân có sự thay đổi tư duy, nhận thức và hành động, cùng với đó là sự đồng hành hỗ trợ của các cấp ngành và sự kết nối của doanh nghiệp, thì nền nông nghiệp chắc chắn sẽ phát triển bền vững. Và đây cũng là tiền đề để thực hiện hiệu quả chiến lược xây dựng ngành nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh mà chúng ta đang hướng tới.